Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Trò chuyện cùng biên tập viên sách, một chương trình được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần, nơi chia sẻ tới bạn những câu chuyện thú vị về nghề sách, ngành xuất bản. Câu chuyện hôm nay Quỳnh Trâm mang đến đó là trò chuyện về bìa sách. Vậy thì bìa sách có vai trò như thế nào? Quy trình để thực hiện một chiếc bìa sách ra sao? Mời bạn theo dõi cùng Quỳnh Trâm trong số phát sóng ngày hôm nay nhé! Tại sao bìa sách lại đóng vai trò quan trọng? Bìa sách là yếu tố không thể thiếu của bất cứ cuốn sách nào. Ngoài chức năng là chiếc áo bền chắc, bảo vệ cuốn sách, bìa sách ngày nay còn phải là chiếc áo đẹp, mang tính thời trang, thể hiện một cách mạnh mẽ hồn cốt và thông điệp của cuốn sách. Thậm chí, một cuốn sách với thiết kế bìa độc và lạ sẽ hấp dẫn độc giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là lý do tại sao các nhà xuất bản tập trung nhiều vào chất lượng của bìa sách. Bìa sách, câu chuyện của sáng tạo. Có thể chia bìa sách thành 3 phong cách chính: bìa dùng tranh minh họa, bìa thực hành và bìa typography, nghệ thuật sắp xếp và tạo hình dáng cho chữ. Với mỗi cuốn sách, tùy vào nội dung, chủ đề mà họa sĩ sẽ chọn phong cách phù hợp, chứ không cố định sử dụng loại bìa nào. Tiêu chuẩn để đánh giá một bìa sách chất lượng bao gồm 4 yếu tố. Thứ nhất, bìa, mặt trước và sau phải chứa đầy đủ các thông tin như tiêu đề chính phụ, họ tên tác giả, dịch giả, logo nhà xuất bản, đơn vị phát hành, tiểu sử tác giả, nội dung hoặc đoạn trích trong sách, giá thành và có thể thêm lời khen ngợi của báo chí dành cho cuốn sách đó. Thứ hai, bìa sách phải gợi mở thông tin của tác phẩm nhưng không được hé lộ quá nhiều. Nó như một chiếc cầu kết nối độc giả với trang sách. Yếu tố thứ ba là phải thể hiện được thể loại của cuốn sách, tản văn, kinh tế, kỹ năng, v.v. Cuối cùng là tính thu hút, để đảm bảo khi đặt cuốn sách trên kệ giữa hàng trăm nghìn tựa khác, ta vẫn thấy nó nổi bật và có nét đẹp riêng. Bìa sách thực hiện như thế nào? Sự ra đời của một bìa sách là sự chung tay của cả một đội ngũ. Đầu tiên, phòng biên tập sẽ phải gửi cho họa sĩ một bản miêu tả chi tiết về những điểm đáng chú ý trong sách. Họa sĩ cần có trách nhiệm nghiên cứu kỹ bản miêu tả đó và tư duy từ ngôn ngữ sang hình ảnh. Sau đó đưa ra những phương án phác thảo cho bìa. Được ban duyệt bìa chấp thuận, họa sĩ mới thực hiện bìa hoàn chỉnh. Sau đó, ban duyệt bìa sẽ duyệt lại một lần nữa trước khi gửi in. Vậy là một chiếc bìa đã thực sự hoàn thành và sẽ sớm ra mắt tới bạn đọc rồi. Còn bạn, bạn ấn tượng với bìa nào nhất trong tủ sách Skybook? Hãy comment cho Quỳnh Trâm được biết nha. Hoặc có bất cứ thắc mắc nào về nghề biên tập, xuất bản, đừng ngần ngại để lại bình luận ngay dưới video. Quỳnh Trâm sẽ giải đáp trong những số tiếp theo bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.